tính làm gì? Tổ trọng án ngay lập tức có mặt tại hiện trường. Hai nạn nhân là Đặng Thanh Ngân và Phan Minh Đạt. Hiện trường là nhà riêng của Ngân. Đạt có một vết thương chí tử sau gáy. Ngân có vết hằn ở cổ, nghi tử vong do ngạt đường hô hấp. Thời gian tử vong khoảng 1 tiếng trước. Tài sản của cả hai còn nguyên vẹn. Nhà tôi cách đây 100m. Nãy tôi đi ra đại lý lấy phân bón đó, thì nghe tiếng cự cãi tôi chạy vô thì tôi phát hiện cảnh tượng vậy đó. Theo anh thì mối quan hệ giữa chị Ngân và những người hàng xóm như thế nào ạ? Tôi cũng nghe đồn là Ngân đi làm suốt hả? Với lại tôi thấy Ngân cũng không có giao tiếp với bà con hàng xóm nhiều. Anh có biết người thanh niên trong đó không ạ? Tôi không biết. Nhưng mà chắc là bồ á. Tại vì tôi nghe mọi người trong xóm đồn là Ngân nó sống nó cũng bồ bịch lung tung trai gái nhiều lắm. Kết quả giám định pháp y cho thấy vết sơn môi trên má của anh Đạt là của chị Ngân. Anh Đạt tử vong do bị một lực tác động chí tử vào gáy. Còn dấu vân tay trên cổ Ngân là của Đạt. Hai người họ đang rất vui vẻ. Dạ rồi. Có mâu thuẫn bất ngờ xảy ra. Sau đó Đạt bóp cổ Ngân và Ngân xô ngã Đạt. Đạt đập đầu vào thành bàn và tử vong. Nếu vậy thì ta có thể khép lại vụ án được rồi. Tài sản còn nguyên vẹn. Cả hai mâu thuẫn tình cảm dẫn đến xung đột. Hung thủ là nạn nhân và nạn nhân cũng là hung thủ. Nhưng mà vẫn còn hai điểm tôi cảm thấy lấn cấn. Thứ nhất, nếu như Đạt bóp cổ Ngân và trong lúc phản kháng, Ngân xô ngã Đạt, Đạt đập đầu thành bàn rồi tử vong. Nhưng tại sao lúc đó Ngân lại chết? Vậy còn thắc mắc thứ hai? Tôi đã kiểm tra chai rượu ở hiện trường và chai rượu này vẫn chưa có dấu hiệu được khui. Ngay cả trong hai ly rượu này cũng không hề có một giọt rượu nào cả. Đến bây giờ tôi vẫn chưa thể tìm ra lý do tại sao Ngân có thể sở hữu một chai rượu đắt tiền vậy trong nhà mình. Nếu không phải của Ngân thì là của Đạt. Cả Ngân và Đạt cùng làm chung trong công ty xí nghiệp may, nên là chúng ta cần phải cử người đến đó tìm hiểu thêm thông tin. À, hình như Ngân có một người chị gái làm ăn xa tên là Thảo thì phải. Em đã nhờ địa phương liên lạc rồi. Xin chị đừng quá đau lòng. Bé Ngân nó ngoan lắm. Tại sao chuyện này lại xảy ra với nó? Chị nhận ra người này chứ? Đây là Đạt, làm chung công ty với Ngân. Dạ, chào chị. Tôi bên tổ điều tra. Chắc là chị cũng có biết thông tin về cái chết của Đạt và Ngân, hai nhân viên trong công ty chị đúng không ạ? Thằng Đạt á,
là kỹ thuật bên bộ phận dây chuyền, còn con bé Ngân á, thì nó làm bên bộ phận đóng hàng. Chị nghĩ gì về mối quan hệ của hai người à? Tôi không để ý lắm, nhưng mà nói con Ngân yêu thằng Đạt cũng lạ. Thằng Đạt á, nó thì lóc chóc đã vậy á, còn mê cờ bạc nữa. Không những vậy nó còn tham lam nữa. Còn con bé Ngân á, thì nó hiền khô à, thật thà lắm. Có lần chờ xíu đi lái xe nha. Dạ. Ý anh ha, cái bóp của ai nè? Ê, chia nha. Chia cái gì, cũng ta làm rớt mà. Thì cái này là của rơi thì ai làm rớt kệ đi, mất ra để coi. Trời ơi, điên quá trời. Để em coi coi. Quỳnh Lệ Thủy của chị Thủy Lao Công nè. Công cái gì kệ bà đi. Anh xanh tham quá à. Để em kiếm chị Thủy em trả lại cho bà. Ê, ma ngu trời. Trời ơi, tiền quá trời luôn á. Tôi không nghĩ là con bé Ngân có tình cảm với thằng Đạt đâu. Hôm bữa nó nói với tôi là xe máy nó bị hư, nên sẵn tiện nó quay với thằng Đạt đi làm một tháng. Hai người họ không có bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào hả? Tôi chắc chắn là không. Tại vì thằng Đạt nó trẻ trâu lắm, không phải là mẫu người của con Ngân. Vậy chị có biết Ngân có mối quan hệ cá nhân với một ai khác không? Từ khi chia tay với thằng Hiếu, tôi không nghe thấy con Ngân nó nói để ý ai hết. Hiếu là mối tình đầu của nó. Hai đứa chia tay cách đây một tháng. Chị còn chai rượu này, chị nhận ra chứ? Dạ có. Đây là chai rượu mà ngày hôm kia tôi mang về kêu con Ngân nó đặt trên bàn thờ. Tại vì tuần sau là đám giỗ của ba tụi tôi. Nếu mà nhận xét về tính cách của Ngân thì cũng có khá nhiều ý kiến trái ngược. Nếu Ngân và Đạt không có quan hệ tình cảm thì tại sao trên má của Đạt lại có vết son môi của Ngân? Bệnh pháp y có thông tin mới nè. Trong hốc mũi của Ngân tìm thấy những sợi nhựa tổng hợp. Khả năng cao Ngân bị nghẹt hô hấp là do một lực tác động đến khoang mũi chứ không phải từ vùng cổ. Tức là có kẻ thứ ba xuất hiện tại hiện trường. Từ khi chia tay với thằng Hiếu, Hiếu là mối tình đầu của nó. Hai đứa chia tay cách đây một tháng. Là Hiếu, người yêu cũ của Ngân. Điều tra viên nhanh chóng tiếp cận anh Hiếu, người yêu cũ của Ngân. Hiếu thừa nhận mình yêu Ngân sâu sắc, và Ngân cũng là một cô gái rất tốt bụng. Chính Ngân chủ động chia tay Hiếu vì Ngân mặc cảm hoàn cảnh gia đình nghèo khó của mình. Hôm xảy ra án mạng với Ngân, anh Hiếu đang lái xe về miền Tây. Cùng lúc này, đại úy Duy Phương quay trở lại hiện trường và anh có những nhận định riêng của mình. Sau khi Ngân vô tình sát hại Đạt, đã có kẻ thứ ba xuất hiện và làm Ngân ngặt đường hô hấp. Động cơ của kẻ thù ác là gì? Không vì tình thì vì mâu thuẫn nào khác được? Tài sản không hề bị mất cơ mà. Chào anh công an. Dạ chào anh. Ủa, chưa xong nữa ha anh. Hiện tại thì chúng tôi vẫn đang tiếp tục điều tra thêm một vài chi tiết nữa. Anh coi là anh có nhận ra người này không? Tôi không biết. Này là ai vậy anh? Dạ, người này là người yêu cũ của Ngân. Anh thử nhớ kỹ lại giúp tôi xem. Chắc tôi nhớ không nổi quá anh công an ơi. Tại vì Ngân này quen cũng nhiều người lắm. Với lại tôi cũng không có để ý cái chuyện của người ta. Nếu không có gì nữa chắc tôi xin phép tôi đi trước nha. Dạ, mà khoan anh à. Khi nào mà anh nhớ ra bất cứ một chi tiết nào đó thì anh có thể là liên hệ với tôi nha. Dạ. Cảm ơn anh. Tôi đi trước nha. Dạ. Anh gì ơi,
Chào anh. Có chuyện gì sao? Mình á, tên Khoa, mình ở nhà đối diện bé Ngân này nè. Ủa vậy sao ngày xảy ra sự việc thì tôi không thấy anh? Bữa đó công chuyện gấp, tôi lên thị xã, nào ngờ là... Anh ở gần vậy thì chắc là anh biết về mối quan hệ giữa Ngân và những người hàng xóm xung quanh đúng không ạ? Con bé Ngân á, nó ngoan, nó hiền lắm. Nó không bao giờ nó xích mích hay gây lộn với ai đó. Anh coi anh có biết người này không ạ? Ủa? Này là Hiếu mà. Nó bạn trai cũ bé Ngân, lâu quá rồi tôi không còn thấy nó tới đây chơi. Vậy còn người này à? À, cái thằng này hả, nó qua nó chở bé Ngân quá giang đi làm thôi. Không phải người yêu của Ngân sao? Này, tôi không có gõ đâu. Xe con bé Ngân á, nó bị hư, nó qua nó kêu tôi sửa, tôi lấy có 2 triệu à. Bé tiếc tiền không chịu sửa, xong rồi nó kêu thằng này chở đi quá giang luôn. Anh thử nhớ kỹ lại coi là vào ngày xảy ra sự việc thì có chuyện gì xảy ra bất thường trong ngôi nhà đó không? À, nhớ rồi. Cái gì vậy ta? Tôi thấy tụi nó ghen la gì đó. Là cãi nhau? Không, ghen la sung sướng lắm. Chứ không phải ghen la đau khổ hay là ghen la cãi nhau gì đâu. Rồi sau đó thì sao? Sau đó thấy ghen la quá trời cho nên tôi lên thị xã luôn. Anh có nhớ lúc đó là mấy giờ không ạ? 4:30. Sao lại nhớ rõ vậy? Anh, đừng có kêu công an bắt tôi nha. Tới giờ đó hả, tôi bật cái cassette lên để tôi nghe dò đài coi nó có trúng số đề không. Tôi nghe mọi người trong xóm đồn á là Ngân nó sống cũng bồ bịch trung tung trai gái nhiều lắm. Bé Ngân nó ngoan lắm. Sao chuyện này lại xảy ra với nó? Đây là chai rượu mà ngày hôm kia tôi mang về kêu con Ngân nó đặt trên bàn thờ. Tại vì tuần sau là đám giỗ của ba tụi tôi. Trong hốc mũi của Ngân tìm thấy những sợi nhựa tổng hợp. Khả năng cao Ngân bị nghẹt hô hấp là do một lực tác động đến khoang mũi chứ không phải từ vùng cổ. Nhà tôi cách đây 100 mét. Nãy tôi đi ra đại lý lấy phân bón đó, thì nghe tiếng cự cãi tôi chạy vô thì tôi phát hiện cảnh tượng vậy đó. Tôi thấy tụi nó ghen la gì đó. Là cãi nhau? Không, ghen la sung sướng lắm. Chứ không phải ghen la đau khổ hay là ghen la cãi nhau gì đâu. Anh có nhớ lúc đó là mấy giờ không ạ? 4:30. Sao lại nhớ rõ vậy? Tới giờ đó hả? Tôi bật cái cassette lên để tôi nghe dò đài coi nó có trúng số đề không. Cho tôi kết nối với công ty sổ số kiến thiết ở tỉnh. Anh công an, tôi là nhân chứng mà, tôi đã báo án. Mấy anh không cảm ơn tôi thì thôi, tự nhiên giờ làm phiền tôi nữa là sao? Chúc mừng anh, vừa trúng 5 tờ giấy số độc đắc. Tính ra mấy anh nắm thông tin cũng nhanh lẹ quá ha. Nhưng mà tôi trúng số vậy cũng phạm pháp nữa hả? Tôi trúng số, tôi lãnh tiền, tôi đóng thuế đàng hoàng mà. Có điều, 5 tờ giấy số đó là do anh ra tay sát hại chị Ngân mà có được. Đồng nghĩa việc là ngày hôm đó anh đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Ngồi chơi uống nước đợi em nha. Cảm ơn nha. Có gì đâu. Bữa nay em mời đi ăn. Thưa nha. Hết nước rồi để em vô em lấy nước. Rồi. Ngồi chơi nha. Đi. Rồi. Cổ nha. Xin đụng ta. Thử rồi. Giải đặc biệt quay 6 số trị giá 2 tỷ đồng. Hàng trăm ngàn. Một. Hàng chục ngàn, không. Hàng ngàn, bốn. Hàng trăm, một. Hàng chục, bảy. Hàng đơn vị, không. Tức là 104.170. Anh Đạt ơi. Gì? Hình như. Hình như gì? Hình như là em trúng số rồi. Cái gì vậy?
xin công bố lại giải độc đắc 6 chữ số trị giá 2 tỷ đồng. 104170, tức là 104.170. Em thành tỷ phú rồi. Yeah. Ê, chúc mừng nha. Yeah. Ăn mừng. Ăn mừng, em bao hết. Bây giờ trên bàn thờ nhà em còn chai rượu, mình lấy ra mình ăn mừng. Ok. Còn đền với chị. Hôm nay là nhậu tới bến cho tôi luôn. Vé số của em à? Anh làm cái gì vậy? Anh tính làm cái gì? Công nhận anh bịa ra một cái câu chuyện hay thiệt luôn á. Tôi... trúng giải thưởng lớn vậy chắc là anh vẫn chưa quên những con số này chứ hả? Đúng rồi. Đúng là cái giải số này tôi trúng 5 tờ giấy số nè. Có điều là qua giám định thì chúng tôi phát hiện ra trên cả 5 tờ giấy số này, ngoài dấu vân tay của anh ra thì chúng tôi còn tìm thấy dấu vân tay của cả Ngân và Đạt trên này nữa. Anh giải thích sao về chuyện này đây? Tôi tin là nếu như mình lục soát, chúng tôi có thể tìm thấy hung khí gây án trong ngôi nhà của anh. Tao cho mày 2 ngày, mày không trả, coi chừng cái mảnh chó mày. Anh Thọ, anh Thọ ơi, chị, anh Thọ. Chị à? Anh Thọ. Hung thủ quen biết với nạn nhân hoặc là người địa phương nên hắn ta mới có thể biết, hiểu và lựa chọn cung đường vắng để mà ra tay. Đây có phải giấy ghi đề bên bà hay không? Ờ, đúng rồi. Anh Thọ chạy xe ôm có tới ghi đề của bà, đúng chứ? Ừ thì có. Hôm đó nó còn trúng 28 triệu. Tôi đã chồng tiền cho nó đầy đủ rồi. Tôi không có liên quan gì cái chết của nó đâu nha.